các bạn Asus VivoBook 14 OLED, một cái chiếc laptop mới của năm nay với mức giá là 19 triệu. Nhìn bên ngoài chắc là chưa đủ ấn tượng lắm nhỉ, nhưng mà khoan vội đánh giá, bởi vì mình hứa rằng ở cái chiếc laptop này sẽ có rất là nhiều điểm khiến cho các bạn bất ngờ đấy. Và cùng vào video đánh giá chi tiết em laptop này cùng với Tiên nha. Xin chào các bạn, và đây là FPT Shop và mình là Cẩm Tiên. Cũng sẽ đi thẳng vào phần cấu hình luôn nha các bạn, bởi vì đây là một cái điểm mạnh trên cái em laptop này. Chiếc laptop năm nay chúng ta được trang bị con chip Intel i5-13500H. Đây là con chip cho hiệu năng cao của dòng Intel Gen 13 mới ra mắt năm nay luôn nha các bạn. Cùng với đó là 12x16 luồng, nó sẽ xử lý đa tác vụ được tốt hơn và cho tốc độ nhanh hơn khi mà chúng ta làm những cái tác vụ nặng. Và với cái mức cấu hình này thì có thể thấy là nó thừa sức có thể cân được cái tác vụ văn phòng cơ bản như là Office, Word, PowerPoint rồi. Còn với cái tác vụ nặng hơn như edit video thì sao? Thì mình thấy là nó cũng cân khá là mượt luôn nha các bạn. Và ở đây mình cũng đã có test thử làm một cái video 4K cũng tương đối nhiều lớp layer, trong đó có nhạc nè, có các hiệu ứng cơ bản. Thì mình thấy là máy xử lý khá là mượt mà. Và tốc độ để render một cái video 4K 30 giây này á, là tầm khoảng 2 phút hơn nha các bạn. Cũng có thể nói là khá mạnh rồi, nhưng mà mình nghĩ là hiệu năng nó cho chúng ta còn có thể vượt lên hơn như vậy nữa. Bởi vì ở cái chiếc máy này hiện tại thì chúng ta chỉ có một cái thanh RAM 8GB thôi. Các bạn có thể lắp thêm một cái thanh RAM nữa tầm khoảng 8GB thôi cũng được, để chúng ta có thể chạy dual channel, kích hoạt cái GPU Intel Iris Xe để nó có thể xử lý những cái tác vụ mạnh nha các bạn. Về khoảng màn hình á, thì mình nghĩ là bây giờ không ai chịu chơi lại Asus đâu các bạn. Bởi vì bây giờ Asus họ đang muốn trang bị cái màn OLED trên hầu hết tất cả các chiếc laptop của họ, để mang đến cho người dùng những cái trải nghiệm về phần nhìn nó mãn nhãn nhất. Và ở những cái chiếc laptop tầm trung của Asus á, không có quá khó để chúng ta bắt gặp nó được trang bị màn OLED cả các bạn. Nhưng mà màn OLED ở một chiếc laptop tầm trung kết hợp với độ phân giải lên tới 2.8K ở một cái mức giá 19 triệu như thế này thì đây mới là điều đáng nói nha các bạn. Màn hình trên cái chiếc laptop này á, nó cho chúng ta độ sáng cao, độ tương phản cao, màu đen nó có chiều sâu và cực kỳ sắc nét, chi tiết hiển thị lên rõ ràng, tách bạch rõ các màu sắc kể cả các màu cận nhau, bởi vì độ bao phủ màu của nó rất là cao, lên tới 100% DCI-P3. Và với cái mức giá chỉ 19 triệu thôi, chúng ta đã có những cái thứ rất là vượt trội trên cái em laptop này rồi. Vậy thì điểm mà chúng ta phải đánh đổi lại đó là gì? Thì đầu tiên nha, đối với cá nhân mình đó là về phần thiết kế. Cái thiết kế trên cái chiếc laptop này được gia công bằng nhựa, nó không hề có sự ập ẹp nào ở đây cả, nó vẫn đảm bảo được cái sự chắc chắn và cứng cáp nha các bạn. Tuy nhiên thì nó sẽ không dành cho các bạn mà chúng ta quá chú trọng về cái phần thiết kế của một chiếc laptop, sẽ thích hợp hơn cho các bạn mà chúng ta đang tìm kiếm một cái chiếc laptop nó mạnh mẽ về phần cấu hình và phần màn hình nè. Và bỏ qua cái điều đó, về khả năng cầm nắm cũng như là cái tính thực dụng trên cái em laptop này nó khá là ổn luôn nha các bạn. Cầm rất là nhẹ, mình cầm một tay cũng rất là dễ dàng, đồng thời thì khả năng gập mở cũng rất là dễ dàng nữa. Ngoài ra thì nó được trang bị rất là nhiều cổng kết nối cần thiết cho nhu cầu của chúng ta. Chúng ta có một cái cổng HDMI nè, jack tai nghe 3.5, một cổng USB 2.0, một cổng USB 3.2 tiếp C và hai cổng USB 3.2 tiếp A, khá là nhiều luôn. Và chỉ hơi tiếc một cái điểm nhỏ thôi là ở đây chúng ta không có khe thẻ nhớ SD nha các bạn. Đi xuống phần bàn phím thì cái chiếc laptop này nó trang bị layout bàn phím khá là hợp lý nha các bạn. Cho nên là chúng ta rất là nhanh để có thể làm quen và gõ không bị nhầm phím. Đồng thời thì kích thước keycap nó cũng tương đối rộng nữa, cho nên là chúng ta gõ nó không có bị lấn sang các phím xung quanh. Chỉ có một cái điều là hành trình phím của nó không có quá sâu, và khi mà chúng ta gõ cái cảm giác đem lại thì cái độ nảy của nó chưa có thật sự tốt lắm nha. Còn về thời lượng pin thì trên các em laptop này nó được trang bị viên pin 4C 70Wh nha các bạn. Chúng ta có thể sử dụng đâu đó tầm được khoảng nửa ngày hơn. Còn nếu như mà các bạn on-screen liên tục thì chúng ta sử dụng đâu đó tầm khoảng 4 đến 5 tiếng nha. Ngoài ra còn có những cái điểm cộng nhỏ nhỏ nữa trên cái chiếc laptop này, đó là chúng ta mở khóa bằng vân tay nè, và có một cái thanh trừ tắt mở webcam để tăng tính bảo mật cho chúng ta nữa. Tổng quan lại một chút về cái chiếc laptop này, về những cái ưu và nhược điểm để cho các bạn có thể dễ nắm, thì trên cái chiếc laptop Asus VivoBook 14 OLED này, cái điểm mạnh là chúng ta có một cái phần màn hình cực kỳ đẹp và sắc nét, độ phân giải 2.8K màn hình OLED rất là vượt trội trong phân khúc luôn các bạn. Ngoài ra chúng ta còn có một cái bức cấu hình rất là mạnh mẽ với con chip i5 Gen 13 mới nhất luôn, nó cho chúng ta khả năng làm việc với một cái mức hiệu năng vượt trội. Và ngoài ra còn có cái thiết kế mỏng nhẹ, nhỏ gọn, có thể dễ dàng cầm nắm nữa. Còn những cái nhược điểm là gì thì theo cá nhân mình thôi nha, đó là cái phần thiết kế của nó chưa thực sự đẹp nhưng mà chúng ta mong đợi. Nhưng mà phải chấp nhận thôi, bởi vì với cái mức giá 19 triệu mà các bạn,
và cái phần bàn phím của nó không có đèn nền nè, bàn phím gõ nó ở mức tương đối thôi và touchpad nó cũng chưa có thật sự quá mượt mà. Và nếu như mà các bạn chấp nhận được những điều này để chúng ta đổi lại một cái mức cấu hình và cái màn hình quá xuất sắc như vậy thì thật sự rất là đáng mà, đúng không? Cho nên đây sẽ là một cái chiếc laptop cực kỳ phù hợp dành cho các bạn đang tìm kiếm một cái chiếc laptop có thể phục vụ được cho nhu cầu giải trí hay làm việc từ cơ bản cho tính hơi phức tạp một xíu, thì chắc chắn không thể bỏ qua cái laptop này rồi. Còn các bạn ấn tượng điều gì nhất ở cái chiếc laptop này thì hãy để lại ý kiến ở phần comment nha. Đừng quên cho tụi mình một like và subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.